Chào các bạn, AM VNX rất vui khi được gặp lại các bạn trong video lần này. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trường nội trú nằm ở bang Connecticut, đó là Westminster School. Nếu các bạn đang trong quá trình tìm kiếm một ngôi trường trung học uy tín tại Mỹ, thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nhé! Westminster School là trường trung học phổ thông nội trú cung cấp chương trình dự bị đại học cho học sinh từ lớp 9 đến 12. Trường được thành lập năm 1888 tại thành phố Simsbury, thuộc bang Connecticut, cách New York và Boston chỉ khoảng 2 giờ lái xe. Westminster School có 400 học sinh, trong đó có 15% học sinh quốc tế đến từ 30 quốc gia khác nhau, 75% học sinh sống nội trú. Westminster School cung cấp 22 khóa học AP ở tất cả các lĩnh vực. Học sinh tốt nghiệp Westminster theo học tại nhiều trường đại học danh tiếng như Johns Hopkins University, New York University, University of Chicago hay University of Pennsylvania. Ngoài chương trình học chính khóa, trường đặc biệt nổi bật với chương trình Westminster Interactive Summer Program. Đây là chương trình cung cấp một loạt các khóa học trực tuyến thú vị với nhiều chủ đề khác nhau, từ chiến tranh Việt Nam, văn học, đại số, tiếng Tây Ban Nha cho đến khoa học máy tính. Tất cả các khóa học được thiết kế nhằm giúp cho học sinh chuẩn bị những kiến thức cho năm học mới, cũng như phát triển các kỹ năng học tập cần thiết, trong đó có kỹ năng đọc và viết. Đặc biệt, trường thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch trải nghiệm đến nhiều quốc gia khác nhau để nâng cao sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ cho học sinh. Grit and Grace, câu nói đã trở thành biểu tượng, lối sống, trở thành một vết văn hóa đặc trưng tại nơi đây. Giống như một lời hứa, sự cam kết, các học sinh tại Westminster luôn không ngừng nỗ lực, bền bỉ để vươn tới thành công, cũng như sẵn sàng mở rộng tấm lòng để chào đón và giúp đỡ những người xung quanh. Nếu các bạn yêu thích Westminster School và muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa về điều kiện tuyển sinh, hỗ trợ tài chính hay chương trình đào tạo của nhà trường, thì hãy nhấc máy lên và gọi cho AM Vic ngay hôm nay các bạn nhé!